Chào các bạn, hôm nay có con trai mình về, mình chừa lại một miếng tôm thiên nhiên nè các bạn. Tôm này là tôm sắc xong, cháu mình nó cho đó. Rồi mình lột, nó lột, người ta lột sẵn người ta bán, giờ mình xào lại, mình bỏ tí bột nêm nha. Ở đây là đậu xanh nè, giá nè, salad mua, còn rau này thì ở nhà mình hái vô nè các bạn. Này, với là lá lốt, cải này mua siêu thị nè. À, bột hương xưa để mình chuẩn bị làm bánh xèo nha các bạn. Nhưng mà bánh xèo hôm nay mình không có ăn thịt mà mình lại thêm đậu hũ. Rồi bắt đầu chúng ta làm thôi. Trước tiên thì mình đổ bột ra nè. Đổ bột ra thao mình ở đây là nửa nửa ký bột, người ta khuyến cáo mình là làm 1 lít nước nha các bạn. Nhưng mà mình thêm vô đây là hành lá nè, hành lá sắc thêm ăn cho nó mau tiêu. Đồng thời nữa mình thêm bột nghệ nha các bạn, nghệ ở đây nó nhạt lắm, nhà mình thì thích ăn nghệ, mình thêm bột nghệ. Bây giờ mình bắt đầu mình làm thôi. Bây giờ mình đổ bột ra nha các bạn, đây là nửa ký bột nè. Ở trong đây người ta có nghệ rồi mà rất ít các bạn, có nghệ có muối rồi mình như rất ít, hành cũng ít luôn. Bây giờ mình thêm làm thêm hành vô nha, thêm hành của mình vô nè. Thêm một ít bột nghệ. Nghệ của người ta nhạt lắm mà nhà mình thì thích ăn nghệ, nó dễ tiêu hóa mà nó tốt cho sức khỏe nha các bạn. Đó, thêm một ít bột nghệ. Rồi mình đổ nước vô. Cái bột bánh xèo hương xưa này nó có nước cốt dừa vô đây rồi nha các bạn, hành lá nữa nè, bột nghệ, muối, nhưng mà mình lại thêm, mình thích nó đậm màu hơn, ăn dễ tiêu hóa, đẹp da. Đồng thời bỏ hành vô cho nó thơm, chứ hành người ta cũng ít lắm nha các bạn, tùy theo loại bột nè, từ 1 lít đến 1 lít mốt nước, mình không bỏ một cái gì nữa hết. Nếu các bạn ăn ngon thì các bạn còn thêm nước cốt dừa, còn mình thì ở trong đây người ta đã liều lượng xong rồi, mình không có ăn nước cốt dừa nữa. Còn nếu các bạn muốn ăn giòn thì các bạn bỏ 1 bịch bột này và 1 bịch bột giòn, nó nhiều công thức pha lắm. Còn mình thì làm theo cái kiểu của người bệnh, người ăn giảm béo, người tiểu đường, không có ăn nhiều các bạn, ăn ngon quá thì nó hại cái thân. Mình thấy như thế này thì cũng vừa rồi, nhưng mà đặc biệt nhà mình không có ăn thịt thì mình thêm đậu hũ nè các bạn ơi. Thêm đậu hũ đó. Ăn kỹ thì ăn như thế này, còn ăn ngon thì ăn kiểu khác nha các bạn. Rồi mình để đây cho bột nở. Bây giờ mình bắt chảo lên nha các bạn. Mình cho vô đây dầu mè nè. Mình ăn kỹ. Mình cho đại hết để mình chán chảo mình đổ trở ra đó, mình ăn vậy đó các bạn, mình không có làm ngập dầu. Bánh xèo nhà mình thì ăn nó không có béo nhiều, nó không có ngập dầu nha các bạn. Ra cái giòn là mình để cho nó lâu là nó giòn thôi, để cho lâu. Con mình nó đi làm nhà hàng cho Tây ăn đó, nó đổ bánh xèo nó, mẹ bột hương xưa rất là ngon, mẹ chỉ để cho lâu là giòn thôi đó. Bây giờ mình bắt chảo lên nha. Bắt chảo lên là mình chế bột cho nha các bạn. Thử coi chảo nóng chưa nè, đó chảo nóng là mới được. Mình lắc lư hai giá nè. Chảo của mình là cái chảo ngang, thành ra nó không có cái vành nó không có giòn đâu nha các bạn. Cái chảo ngang cái vành nó khó giòn lắm. Mình cũng lắc như vậy nè. Đó. Rồi mình bỏ vô đậu xanh vô nha. Bỏ vào con tôm, nhà mình không có ăn thịt. Ăn tôm mà mình cảm thấy nó thiếu thiếu làm sao á, mình cho ít miếng đậu hũ vô nè.
Nói không với thịt nha các bạn, cứ tam tịnh nhục vậy là tôm cháo mình nó cũng cho đó. Ăn kỹ các bạn ơi, cho giá nè. Bánh xèo này là không giống ai hết luôn, nhưng mà chắc là ngon luôn á, tại vì lâu ăn bánh xèo. Mình lấy nắp đậy lại nha các bạn, cho giá này nó chín. Mình thấy bột nó khô vậy là không được, đầu tiên là bột nó khô đó. Là mình cho rau nó chín nha các bạn, rồi xong các bạn dở nắp ra đợi giòn mới được rau, và mình bớt lửa nè. Tôm này ngon dữ lắm, tôm sắc mà mẹ, tôm sắc là nó có chất sắt nhiều lắm, người ta lột ra nè, tôm thiên nhiên. Thì chờ hoài chứ không phải tôm nuôi đâu, nó nhỏ 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 vậy đó. Muốn ăn giá nhiều thì mình bỏ giá nhiều nha các bạn. Các bạn ơi, nó giòn dữ lắm luôn á các bạn. Mình đem ra nha. Đó, nó giòn nè. Giòn nè. Đó, ngon dữ lắm luôn. Bây giờ mình tiếp tục mình đổ cái thứ hai. Thì cái quy trình của mình đổ nó khác hơn của người ta các bạn. Mình không có bỏ ngập dầu, mà mình chỉ đổ dầu vô như thế này nè. Mình lắc qua, rồi đổ dầu ra hết. Chán cái chảo rồi. Dầu này là dầu mè nha các bạn, mình ăn kỹ lắm. Dầu mè đó. Rồi. Cái thứ hai mình đổ vô nè. Lắc nha các bạn, được viền bao nhiêu thì được. Đậu xanh vô. Ít tôm, ai không thích ăn tôm thì ăn đậu hũ nha các bạn. Mình làm rất là ít đạm, có thể nói bánh này là bánh nhà nghèo hoặc là bánh này là bánh ăn vì sức khỏe. Giá vô rồi, các bạn cứ để các bạn chờ nha, chờ nó giòn, hạ lửa xuống nè, mình thêm chút xíu lửa nữa đi, 900 đi. Một lát nó sẽ giòn, mình lấy ra thôi. Cái này là cái đầu tiên là các bạn, mình lấy ra mà nó dinh lên như vậy là nó giòn dữ lắm luôn á các bạn. Không cần pha bột gì hết, người ta đã pha như vậy rồi. Mình pha với công thức nước của người ta chỉ định. Đồng thời mình theo dõi nước coi bột này bột cũ hay bột mới. Bột mới thì mình bớt lại, còn bột cũ thì mình thêm cho chút xíu nước. Thì cái công thức này nó đã vừa rồi đó các bạn. Ăn rất ngon luôn. Cái đầu tiên nha.